Đây các bạn, hiện tại khách của mình đang được di chuyển bằng xe máy cày ra mái ngoài đăng. Sau khi xuống xe thì các bạn phải nội qua một cái vũng nước. Mình đứng đây mình canh đăng cho các bạn từ sáng tới giờ đó. Đấy, cột đấy, treo vào, có dây cột đấy, treo vào được chỗ nào treo. Cái đấy để mang theo để đựng hàng. Cá nó sẽ đi theo lưới vào trong chuồng. Đúng rồi, nó sẽ đụng lưới là nó đi vào theo lưới. Cứ chỗ nào có lưới là nó sẽ đi theo lưới. Men được hết. Men lưới. Cái hàng dẫn cá là ngoài kia, đâm vào cái hàng dẫn đấy là nó sẽ đi vào trong này. Vào trong này nó sẽ đâm vào hàng lưới trong này là sẽ đi vào chuồng đó. Xem hôm nay có sứa hay không. Một bữa mình thấy nhiều sứa. Cái nơi cuối cùng á là nơi nhiều cá nhất. Cá liềm kim á. Cá kim nè bạn ơi. Liềm kim đó. Nó. Đấy, vô khu nhiều cá nhất xúc mới cầm rác. Cởi hết dây ra rồi vào trong chuồng. Vào trong đó mới có cá. Còn ngoài này thì bạn nhìn chưa quen, vẫn nhìn không thấy gì đâu. Con ít cứ mang tôm nhảy ra ngoài thôi. Cẩn thận con đấy. Cá kình ấy, cá căn ấy, à cá rìa nhức lắm ạ. Nhức thế. Cá nhỉ? Cá to đúng bạn ơi. Ui mày chạy. Con nữa mà chạy ra ngoài luôn. Bây giờ. Ốc béo gì đây này? Ốc bượn hồn thôi. Mày chạy. Còn cá gì đây? Con này con gì anh ơi, con này con gai. Cá rô biển. Rô biển à? Ừ, cá rô biển. Rô biển à, ôi được đấy. Ở đây. Nhưng mà con này anh em phải ra. Bên dưới nó có cá to, các bạn cứ xúc bên dưới. Có gì con nó nhảy ra ngoài. Đâu, con khác, con này có to mà. Các bạn đừng có lản trí. Đấy, mình chiến đấu đi. Cá niềm kim này. Niềm kim đây rất là nhiều. Con này nó phóng cái lưới à? Lúc đầu rồi. Đó, nó là cá niềm kim. Nó bị gãy mỏ luôn này. Cá niềm kim nhá. Đó, cá này thịt khá là chắc và ngon. Đó, thì cái chuồng này thì khá là nhiều những con cá này. Hàng tươi sống hay niềm kim này. Rồi chưa? Im chưa chưa. Và chừng nó đâm vào tay nhá. Con cá rô biển đấy. Kéo cái vợt ra đi. Kéo cái vợt ra đi. Bỏ vợt ra đi em, không sợ đâu. Bác cái nắm như vậy nó đâu dễ. Mà mang ôi nó chạy rồi, nó rồi. Hai con là đủ hai thùng bia rồi.